Dạ, thiết bị y tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là lưới điều trị thoát vị bệnh không tiêu Glenmed tiệt trùng. Thì lưới này thì nó sẽ có mã là BMS3 và nó thuộc hãng Ethicon, được nhập khẩu từ Mỹ. Kích thước của cái lưới này thì nó sẽ là kích thước của nó là 6x11cm và nó sẽ được đóng trong một gói tiệt trùng. Cái lưới này thì nó thường được sử dụng trong các ca phẫu thuật sửa chữa thoát vị, củng cố thành bụng hoặc là bị gách thành bụng thì mình sẽ sử dụng lưới này. Thì cái này nó sẽ được cấu tạo từ sợi là polyrosilane, một loại vật liệu tổng hợp không thấm nước, được sử dụng trong quy trình điều trị thoát vị bệnh. Thì cái này thì nó sẽ là có độ bền và sức mạnh và khả năng tương thích sinh học, thì nó sẽ không gây kích ứng. Thêm một cái nữa thì nó sẽ là trong quá trình phẫu thuật thì nó, cái chất liệu này thì nó sẽ là mềm dẻo và dễ cầm hơn trong phẫu thuật. Tính năng này sẽ phù hợp với tất cả các cấu trúc giải phẫu và tăng cường sự thoải mái cho bệnh nhân. Thì cái cấu trúc này thì nó sẽ là dạng cấu trúc dạng lưới, thì nó sẽ có cấu trúc là thường là xốp và mở, giúp thúc đẩy sự phát triển mô, cung cấp sự hỗ trợ và sức mạnh cho vị trí thoát vị đã được sửa chữa. Thì sau đây thì cái lưới thoát vị bạn thì em xin giới thiệu với mọi người, và cảm ơn mọi người đã xem clip.